Armadillo, hay còn gọi với cái tên quen thuộc hơn là Tattoo, sinh vật mới được thêm vào ở phiên bản 1.21 này. Với kích thước nhỏ và rất là đáng yêu, lại còn rơi ra vảy cho mình làm giáp sói cực xịn. Và trong ngày hôm nay, mình sẽ thử xây dựng một khu vườn dành riêng cho mấy cái nhóc Tattoo này, nhân giống mẻm lên và còn xây cả một bức tượng Tattoo khổng lồ đầu tiên ở trên đảo hoang mà mình ở. Liệu rằng mình có làm được ý tưởng này hay không? Câu trả lời sẽ có sau vài giây intro. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.21. Và để thực hiện được nhiệm vụ ngày hôm nay thì có thể là mình sẽ đi khám phá một xíu. Chủ yếu là mình đi tới cái vùng Badland, nơi mà mình có thể lấy được rất là nhiều vật liệu xây dựng về luôn. Theo như mình biết thì ở ngay hướng Bắc, cũng gần cái đảo mình sinh sống, sẽ là một cái khu vực sa mạc, cũng như là có cả cái Badland ở ngay trung tâm sa mạc đó. Thành thử ra là bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy thức ăn rồi chuẩn bị lên đường thôi các bạn ơi. Nhưng mà trước khi đi thì hay là mình dọn mặt bằng cho cái khu vực mình làm khu vườn Tattoo trước đi nhờ. Dự tính mình sẽ làm khu vườn Tattoo cũng khá là gần nhà thôi, để có gì mình dễ dàng qua rồi chăm mấy cái nhóc đó hơn, và sẽ không đâu thích hợp hơn khu vực này. Hiện tại thì nó cũng không phẳng lắm, tuy nhiên thì nó cũng không quá gồ ghề ha. Mình chỉ cần chặt một ít cái cây rồi dọn cho nó sơ sơ thôi, chắc sẽ ổn đó các bạn ơi. Ước chừng thì khu vực xây dựng sẽ khoảng từ cái bụi kia cho tới cái cây kia đi. Ok, sau khi dọn sơ sơ qua thôi thì thấy chỗ này nó bắt đầu thoáng hơn rồi ha. Một tí nữa thì mình sẽ về dọn kỹ hơn. Còn bây giờ thì chắc mình phải lên đường để chúng ta tranh thủ đi lấy vật liệu xây dựng về nữa. Ui, nhưng mà trời cũng sắp tối luôn rồi. Lỡ tối quá thì ngủ bờ ngủ bụi luôn. Với cả là gần nhà mình có một con thuyền đắm, hôm bữa các bạn chỉ mình á, nhưng mà mãi mê khám phá quá ghét mình cũng quên. Ok, sẵn tiện đi về hướng Bắc, mình sẽ ghé qua đây để chúng ta coi thử coi cái thuyền đắm này nó cho mình cái gì. Thường á, mấy cái thuyền đắm này hay cho bản đồ kho báu lắm các bạn ơi. Để coi coi thuyền này có cho mình cái bản đồ đó hay không nha. Trời, cái thuyền này có vẻ là khá là nguyên vẹn luôn các bạn ơi. Mỗi tội là nó bị chìm thôi. Coi nè. Wow. Rồi, lặn xuống dưới. Đây. Ủa, cái rương này không có bản đồ kho báu. Chỉ chắc là cái rương trong này. À, đây nè. Có bản đồ kho báu thiệt. Để mình xem thử coi bản đồ này. Nó lại đi về hướng nam các bạn ơi. Khác với cái hướng mình đang tính đi rồi. Oh my god. Ủa, trong rương trên còn có kim cương nữa nè. Ngon vậy. Rồi, ngồi lên. Ok, trời cũng tối rồi. Làm giấc giữa biển luôn đi ha. Sáng rồi, đi tiếp thôi. Còn kho báu thì xíu nữa về chúng ta tìm sao ha. Nó cũng không có chạy mất đâu các bạn à. Khoan. Sao mình thấy cái con gì quen? Thủy cung. Cạnh cái đảo hoang của mình là một cái thủy cung luôn các bạn ơi nè. Hèn gì mình thấy những cái con giám hộ nó bơi vòng vòng. Ôi, nè, nó trước khi nó chích điện mình. Đó. Hên quá, mình xử lý nhanh. Không thôi là nó chích vô mông mình rồi. Ok, vậy là sắp tới mình còn có thể thám hiểm thủy cung gần nhà nữa nha. Trời ơi, nhiều thứ để chúng ta thám hiểm trong thời gian tới đây. Vùng biển có san hô. Wow. Được vậy cơ, đẹp đấy các bạn ơi. Wow. Ấy, hình như nó cũng cạnh cái vùng sa mạc mà mình đang hướng tới luôn kìa. Hả? Còn có làng ở trước mặt nữa. Wow. Được vậy. Ồ, ở đây có thêm một cái thuyền đắm nữa nè các bạn ơi. Lặn xuống luôn. Coi thử như thế nào ha. Trong rương này sẽ cho mình lại là một cái bản đồ kho báu nữa nè. Được. Đi vô trong này thử coi. Còn thêm gì không? Rương này thì không có kim cương cho mình rồi. Chỉ có ngọc lục bảo lưu ly thôi. Ao. Ui da, ui. Xem thử coi kho báu thứ hai thì có gần hay không nha. Kho báu thứ hai có vẻ là gần hơn nè các bạn ơi. Nó sẽ hơi xéo về hướng tây bắc một xíu ha. Cũng ok. Rồi, ghé qua làng mà không thăm hỏi làng thì cũng hơi kỳ ha. Để mình qua mình thăm hỏi làng xíu ơi. Hạ Nhân siêu. Hello bác dân làng. Trong làng. Ủa, cục vàng vàng đâu nhờ? Không phải cục kia các bạn ơi. Cục đó là cục lạc đà đó. Đây. Cục vàng vàng mình đang tìm nè. Check in ha. Lộn. Lấy cúp mới đúng. Ok.
có gì, tôi cái chuông này là nó bị da ten rồi, tôi đi đánh bóng rồi thôi. Xong rồi các bạn ơi, ví dụ thành công á, hú hồn bác đó nhảy được chứ. Rồi và trong làng thì có vẻ cũng không có thêm cái gì khác cho mình ha. Thôi chắc mình cũng đi tiếp vậy. Ôi trời, hai bác này làm gì bằng thịt thỏ vậy? Tối nay có thịt thỏ ăn luôn các bạn ơi. À đâu? Wow. Ê, sao cái gốc này mình nhìn cái gò cát kia sao giống tượng nhân sư vậy đó các bạn ơi. Ồ, các bạn có thấy giống mình không? Hay là trí tưởng tượng của mình có gài nó lên một cái tầm cao mới rồi ta? Cho nghỉ mẹ một đi. À kia rồi. Cái khu vực Badland mà chúng ta tìm kiếm kìa các bạn. Đó, rất là nhiều những cái khối đất sét khác màu luôn các bạn ạ. Tha hồ cho mình lấy về và xây dựng luôn ha. Đầu tiên mình sẽ lấy trước mấy cái đất sét màu bình thường ha. Loại này là mình cần cũng khá là nhiều á nha. Ủa? Ê? Ở đây cũng có cái nhóc Amadillo nè. Trời. Tội nghiệp em nhờ, em ở đây có mình nè các bạn ơi. À không, chỉ có mình là một mình thôi chứ Amadillo có cặp nha. Rồi, và nhìn kỹ á, thì cái phần da của em, à không, cái phần lưng của em chứ, đa số sẽ là màu nâu ha. Và mình dự tính là sẽ dùng cái phần đất sét này nè các bạn. Đó, để chúng ta xây luôn ha. Cho nên là mình cần phải lấy thật là nhiều thứ này về đó. Thôi, anh đâu có làm gì đâu mà co người lại. Dễ thương ác thiệt chứ. Kế đến thì mình sẽ lấy đất sét màu đỏ đỏ kia kìa. Đâu đó chắc tầm vài cục thôi các bạn. Loại này thì không cần nhiều lắm. Tiếp theo sẽ là đất sét màu trắng. Loại này thì cũng cần tương đối thôi ha. Loại đất sét cuối cùng mình lấy cũng nằm ngay đây luôn. Đó chính là đất sét màu nâu đậm. Loại này thì mình sẽ lấy khá khá một xíu ha. Sẵn đây cũng có đất sét màu xám nhạt nữa nè. Thôi, loại này chắc cũng lấy luôn đi ha. Lỡ hồi mình xây cần lại không có các bạn ơi. Ngồi đào đất sét nãy giờ trời cũng tối thui luôn rồi các bạn ơi. Giờ chắc mình sẽ tranh thủ đi qua bên kia để chúng ta thám hiểm tí trên đường về luôn ha. Sẵn tiện coi thử coi cái kho báu đầu tiên mà chúng ta tìm được từ bản đồ sẽ cho mình cái gì nào. Đi qua cái khúc này nữa. Ồ. Mà khúc này hơi khó đi qua nha. Bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Không có nóng nè. Ouch. Chạy thôi. Bữa nay là mình đi tìm kho báu chứ không phải đi đánh nhau đâu. Tôi không muốn qua. Trời ơi, bọn chúng công nghệ va mình dữ quá. Ok, tập lặng nè. Rồi, kho báu đang rất là gần luôn rồi các bạn ơi. À đây rồi, kho báu đây rồi. Để xem. 5 viên kim cương. Có thêm trái tim biển cả luôn các bạn ơi. Rồi, kho báu đã tìm xong rồi đó. Cho nên là đi về thôi ha. Tha cho bọn chúng đó. Tại nay cũng đang vui vui vẻ vẻ. Chứ đang quạo là bọn chúng xác định với mình liền. Về tới nhà thì chắc mình sẽ làm một giấc ha, cho nó đàng hoàng. Nãy giờ ngủ bờ ngủ bụi rồi. Ui, ngủ chỗ này hơi khó các bạn ơi. Qua đây ngủ đi. Rồi, sáng thức dậy mình sẽ lấy một ít kim cương ra. Chúng ta làm một cây sẻn ha. Hiện tại thì mình chưa có cây sẻn nào hết á. Nên là giờ sẵn tiện một xíu mình cần dọn đất nè. Làm cây sẻn luôn. Ồ, có hiệu suất luôn nè. Ngon. Trời ơi, cây sẻn mà cho ra tài ba. Thảo thật đấy. Ê, hình như... Ôi, trời ơi. Trời ơi, thanh niên này núp ở trong kẹt. Chơi mà núp men. Núp với trời núp. Hình như đây là lạc đà của cái bác thương nhân trong nhà mình đúng không ta? Hình như vậy á các bạn ơi. Nếu vậy thì mình sẽ giữ giùm bác ấy ha. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ qua bên này. Tại vì nó cũng còn một phần đất á, nó chưa được phẳng cho lắm. Cho nên là mình sẽ dùng cây sẻn mới này để chúng ta dọn cho nó phẳng hơn. Để dễ dàng xây dựng hơn hết các bạn. Rồi, sau khi đã có được cái khu vực khá là phẳng thì bây giờ mình đã có thể bắt đầu xây khu vườn cho những cái nhóc tattoo được rồi ha. Nhưng mà bây giờ thì mình lại cần thêm khá là nhiều những cái hàng rào đó các bạn ạ. Và hàng rào thì chắc mình sẽ sử dụng tre đi. Tại vì tre khá là dễ tìm ha. Qua bên kia chặt xíu thôi là được cái đống rồi các bạn. Ủa? Ê, gấu panda. Yo. Đây là cái nhóc gấu panda đầu tiên mình gặp trong cánh rừng tre từ bữa tới giờ các bạn ơi. Mà em có một mình đó ta. Nè, cho cưng tre nè. Ăn đi. Thôi nghiệp không. Ủa, nhóc này không ăn tre hả? What? Gấu panda mà chê tre. À đây,
em ăn rồi. Hết hồn tưởng đâu gấu panda mà chê tre thì thôi luôn á. Khác gì mèo mà chê mỡ đâu. Rồi ăn đi cưng. Trời em sợ các bạn ơi. Mình cầm kiếm em sợ thôi thôi. Để cho em ấy đi. Em ăn đi. Sau khi đã có được khá là nhiều tre rồi, mình sẽ bắt đầu làm ra thiệt là nhiều hàng rào tre. Sau đó làm phần khung cho các khu vườn thôi. Đầu tiên sẽ là chỗ này. Bắt đầu kéo dài qua một xíu ha. Uốn éo các thứ. Đây thêm một cái trụ nữa. Ok, mình đã nói từ đầu này dòng qua bên này rồi. Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu xây ngôi nhà cho những cái nhóc Armadillo ha. Ngôi nhà của mấy bé ấy thì có thể là mình sẽ xây ở khoảng giữa giữa này đi các bạn. Vì mấy cái nhóc Tattoo á sẽ sống ở cái vùng Savanna này nè. Nên là mình sẽ sử dụng những cây gỗ sim gai để cho mấy em cảm thấy thân thuộc nhất ha. Cái đảo mình có vẻ rất là hút khách du lịch các bạn ơi. Chưa gì đã có hai bác thương nhân đi qua khu vực đảo mình rồi đó. Rồi bác này mai mốt sẽ làm bảo vệ cho khu vườn Armadillo ha. Ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh bác ơi. Đây. Rồi ok, ngồi đó đi. Mình xây nhà đây. À, khu vực nhà của mấy cái nhóc Tattoo đó thì mình sẽ làm theo kiểu giống như là nhà sàn vậy đó các bạn. Cho nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu xây phần sàn nhà trước. Nó sẽ gồm có một vài cái cột giống như vậy nè. Mình sẽ làm ngôi nhà cũng không quá to ha. Gọn gọn thôi, đủ cho mấy em sinh sống bên trong. Rồi trước mắt là 4 cái cột trước đây. Tiếp theo là đi ngủ nè. Rồi sau đó bắt đầu hoàn thiện cái phần sàn ở phía trên này. Trên này mình sẽ dùng những cái slab bằng gỗ sim gai nè. Để mấy nhóc đó di chuyển trên này tẹt ra luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ cần có một cái cầu thang đi lên ha. Cầu thang thì chắc nhỏ nhỏ thôi. Như vậy chắc lên ok nha. Rồi, ngon luôn. Hoàn thiện nó lại. Xong. Đó. Còn về phần tường thì mình đang tính là dùng tre đi các bạn. Nhưng mà tre cạo vỏ ha. Như vậy thì sẽ có một chút khác biệt giữa cái phần sàn nhà so với cái phần tường ha. Ủa sao thấy méo méo ta? Ouch, hình như hơi méo rồi. Nghĩ sao làm cái đường lên mà cũng méo nữa, thiệt cái tình á. Ok, giờ thì hết méo rồi ha. Vì đây là nhà cho Armadillo á, cho nên là mình sẽ làm kiểu không gian nó thoáng thoáng một xíu, không gian mở. À, như vậy là ổn áp nhất nè. Đi ra đi vô là không sợ bị vướng mấy cái cửa các bạn ơi. Lắp thêm vài cái cửa sạp ở phía trên giống như vậy. Bên hông thì mình sẽ gắn vào những cái hàng rào tre. Bước cuối cùng là bắt đầu lợp mái cho khu vực này thôi. Một bước cực kỳ quan trọng không thể thiếu. Đó chính là bắt đầu trang trí cũng như là thắp sáng lên ha. Hai cái ở hai đầu. Ok, ui trời cũng chợp tối nữa rồi. Tranh thủ đi ngủ cái đã. Cơ bản ngôi nhà cho những cái nhóc Armadillo đã xong rồi ha. Bây giờ là dường như mình có thể đưa mấy em vô trong này để bắt đầu ở cũng như là nhân giống từ từ lên rồi đó các bạn ơi. Tuy nhiên thì hiện tại mình lại không đủ dây á, cho nên là mình sẽ làm thêm hai cọng dây nữa ha, để dành luôn. Rồi, bấm công thức một cái. Xong pin, có dây rồi ha. Không chần chờ gì nữa, dẫn ngay hai cái nhóc này đi thôi. Trời ơi, qua nhà mới nè, trốn cái gì không biết nữa. Ok, hay là cưỡi ngựa đi cho nhanh nha. Hợp lý á, sáng giờ chưa cho ngựa khởi động nè. Let's go, đi thôi. Từ từ, không thôi đứt dây á. Cô lôi hai ẻm kìa, thấy tội nghiệp quá các bạn. Rồi đó, đứt dây rồi đó. Ngựa tốc độ cao quá là vậy đó các bạn ơi. Rồi, buộc hai ẻm lại. Ok, lần này mình sẽ đi cái đường nó phẳng hơn á. Rồi, qua đây với anh. Ok, ra đây nha. Rồi, ôi nhóc kia bị dướng rồi. Ừ, ui, chú nhóc này thông minh nha. Tự trèo lên luôn kìa. Xong phim nha, nhà mới có mấy cưng trong này nè. Rồi, ok. Thả ẻm ra các bạn. À, làm quen với nhà mới đi. Đúng rồi, lên đi cưng. Được ý. Tuy nhiên thì hiện tại khu vực này nó còn khá là trống các bạn ạ. Cho nên mình phải bắt đầu trang trí một xíu nữa để nó giống một cái khu vườn của Tattoo hơn. Và đặc biệt là mình cũng sẽ làm cho mấy cái nhóc này một bức tượng Tattoo khổng lồ ha. Dự tính là bức tượng đó mình sẽ đặt ở ngay vị trí này nè các bạn. Hướng mặt về ngôi nhà của mình ha. Là beautiful. Và để bắt đầu làm bức tượng của Armadillo thì mình sẽ xây từ cái chân trước đi nhờ. Mình sẽ đặt ở đây trước một cái chân ha. Sau đó cách ra cỡ 3 ô. Thêm một cái chân nữa. Ok, xây cao lên tí nè. Bây giờ chúng ta bắt đầu sử dụng tới những cái đất sét màu nâu rồi ha. À, mình sẽ xây ngang cái chân ẻm 2 ô trước. Kéo lên một tí. À, thêm cỡ 3 ô ha. Rồi, bắt đầu kéo qua bên này. Mình sẽ làm đối xứng như vậy. Ngang 2 nè, lên 1. Sau đó thì
Tiếp tục là lên 3 ô ha. Nghe đây. 1, 2, 3. Rồi, ok. Đập cái ô thừa này ra. Bruh. Nhầm lẫn xíu. Đối xứng dữ rồi đó. Rồi, bây giờ thì nó mới đối xứng nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ kéo dài từ cái vị trí này về phía sau ha, tiếp ở phía sau luôn. À, mà sẵn tiện đây mình cũng sẽ làm cái phần sập sập trên người em ha, bằng những cái đất sét khác màu hồi nãy mình lấy về á các bạn. Ok. Khoảng này chắc là ổn đối với cái nhóc đó rồi đó. Trở lại mặt trước của cái bức tượng, mình sẽ lấy mấy cái đất sét màu xám này để chúng ta bắt đầu xây lên á. Ủa, mấy ô ta? Có ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ui, 8 có vẻ hơi cao. 7 ô thôi các bạn ơi. Rồi, bắt đầu kéo ngang qua bên kia ha. Đồng thời cũng lấp hết phía bên trong bằng những cái đất sét màu xám nhạt này, là chúng ta sẽ có được gần như là cái phần đầu của ẻm á các bạn. Ok, sang tiện đây thì chắc mình sẽ xây luôn cái phần đầu cho ẻm luôn đi. Mình sẽ cho đầu ẻm nhô gần xíu ha. Thêm đất sét màu trắng nữa nè. Tiếp theo sẽ là con mắt. Ui, mình không có khối nào màu đen hết ta. À, có khối than màu đen các bạn ơi. Vô trong kiếm than đây đây đây. Vừa đủ hai khối luôn nè. 18 cục than. Nén nó lại. Ok, sẵn tiện hái một ít cái bông màu đỏ để chúng ta chế tạo thành cái bột nhộm. Màu trắng thì chúng ta có thể tận dụng bột xương. Rồi, ghép lại là có được bột nhộm màu hồng. Một ít mình sẽ làm ra những cái bê tông nè. Một ít thì mình sẽ làm ra len màu hồng. Rồi, giờ thì gắn mũi chẻm thôi. À, cục len để chính giữa đi. Hai bên hông sẽ là hai cục bê tông ha. Cần phải nhúng nước cho nó một cái. Đó. Vậy là chúng ta đã có được cái mũi chẻm rồi. Tiếp tục lắp những cái đất sét vô ngay vị trí này. Phía trong này sẽ là hai con mắt. Ok. nhưng mà còn thiếu thiếu gì ta? Đâu rồi? Cái nhóc tattoo đâu rồi? Ủa, phải em ở đây rồi, em ở đâu? Ê, tattoo đi lạc rồi các bạn ơi. Trời, em ngồi sao các bác dân làng này. À, còn thiếu cái lỗ tai của em các bạn à. Ok. Làm thêm hai cái lỗ tai cho em nữa. Mình sẽ có một cục bê tông hồng ở đây ha. Tương tự ở hướng đối diện cũng có một cục luôn. Nhúng nó lại. Xéo trên này miếng cũng có cục bê tông nữa nè. Cũng nhúng tiếp luôn. Đập cái chỗ thừa này ra. Cái đến thì chúng ta có thể gắn thêm những cái đất sét màu nâu giống như vậy. Cho vô ha. Cũng khá là giống rồi đó các bạn ơi. Ok. Tạm thời thì lỗ tai của em sẽ trông như vậy ha. Cái này phải nhìn xa xa ra mới giống á. Mình sẽ hoàn thành nốt cái phần mình của em. Là chúng ta đã xong cái bức tượng của cái em tattoo này rồi. Tuy nhiên thì ngay cái chỗ đất sét màu trắng này, mình sẽ thay bằng cái đất sét màu nâu luôn ha. Mình sẽ làm trước bên rồi chúng ta nhìn thử ha. Ok. Nhìn lại cái nào. Khá là giống rồi đấy. Này, nhìn từ hướng này nè. Ok. Rồi, làm ở hướng đối diện thôi á. Ôi trời. Em tattoo mình có hai chân vậy. Không được. Làm thêm hai cái chân cho em nữa chứ. Cuối cùng là cho em thêm cái đuôi nha. Chứ tattoo mà không có đuôi là nhìn kỳ lắm luôn á. Ok, như vậy thì có vẻ ổn hơn rồi nè các bạn. Rồi, vậy là mình đã xong cỡ 90% cái bức tượng của tattoo rồi ha. Lúc đầu thì mình nghĩ xây xong thì nhìn em cũng sẽ rất là bự. Tuy nhiên thì sau khi hoàn chỉnh thì thấy cũng cỡ ngôi nhà các bạn ơi. Thành thử ra là chắc mình phải làm thêm một cái bức tượng tattoo nữa rồi. Đâu đó ở đây ha, để cho chẳng một cặp, nhìn đỡ trống cái khu vườn hơn á. Rồi sau đó mình mới bắt tay vào việc trang trí khu vườn này lại ha. Và sau khi đã có được bức tượng tattoo đầu tiên, thì dựa vào đó mình đã làm thêm một bức tượng tattoo y hệt như vậy ở cạnh bên ha. Nè, khu vườn bây giờ đã có hai tattoo khổng lồ rồi các bạn. Giờ thì... Ủa, có bác thương nhân rồi? Hình như bác ấy chuồn rồi các bạn ơi. Không chịu làm bảo vệ cho khu vườn này rồi. Giờ thì để trang trí cho khu vườn này á, thì mình sẽ trồng thật là nhiều những cái cây sim gai giống như vậy hả các bạn. Cây này là cái cây đặc trưng ở cái vùng Savannah, nơi mà mấy cái nhóc tattoo này sinh sống á. Có chỗ này mình đặt hơi thiếu hàng rào các bạn ơi. Cái nhóc này tận dụng cái là định tẩu thoát rồi. Ok, gì vậy cưng? Sao mà bỏ xứ đi được? Không được. Vô đây liền. Cưng bị phạt leo lên bè. 5 phút. Ok. Ok. Có nhiều bóng râm hơn rồi.
Tuy nhiên thì phía trước này hơi ít bóng râm á. Từ từ mấy cái cây này nó lớn thì chắc sẽ ok thôi. Mình cũng hết bọc xương rồi. Cái khu vườn này các bạn nhìn thấy nó thiếu thiếu cái gì? Mình thì thấy nó thiếu thiếu một cái hồ các bạn à. Nếu mà có một cái hồ ở chính giữa cái đoạn này, hoặc là một cái khúc sông nhân tạo cũng được. Từ đây dòng qua bên kia ha, và dẫn xuống dưới biển thì càng tốt các bạn. Mình nghĩ như vậy sẽ giúp cho khu vườn này trông nó thiên nhiên hơn ha. Ok, để mình làm đây. Đầu tiên là tạo cho mình một cái khúc sông nhân tạo trước nè. Bước tiếp theo sẽ là châm nước vô cái khúc sông. Các bạn coi nha, cái bé đen nhà mình tắm kìa. Em ngựa này khoái tắm hay sao các bạn ơi. Ok, để cho em tắm đi, chắc tại em cũng nực đó các bạn ơi. Bước cuối cùng là cho khu vực sông này nó xanh tốt hơn một tí nè. Cắm thêm một ít tạo bẹ nữa. Dừa muối biển mình cũng trồng, để có gì mới mốt nó tạo cái ánh sáng á các bạn. Buổi tối cái khu vực sông này sẽ không có bị quá là tối tăm ha. Rải rác trong cái khu vườn này mình cũng sẽ cắm những cái bụi cây khô. Vậy là gần như chúng ta đã xong cái công đoạn trang trí sơ qua khu vườn rồi các bạn ơi. Trời, đúng lúc hoàng hôn xuống nữa. À, quên, trời ơi, phạt mấy nhỏ đứng đây có 15 phút nãy giờ cả ngày rồi. Có lỗi với mẹ quá. Rồi, mấy cưng vô nhà ngủ đi nha. Anh ngủ bờ ngủ bụi tiếp đây. Ok, và đây cũng là những cái công đoạn cuối cùng cho khu vườn những cái em tattoo này rồi các bạn ơi. Và sau khi đã có một khu vườn tương đối to và an toàn, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhân giống mấy em lên thôi các bạn. Nãy giờ mình chưa có kịp nhân giống mấy cái nhóc tattoo này lên á. Ủa nhưng mà mất hết nhóc rồi. Lại trốn rồi. Trời ơi, trong đây mấy em chơi trốn tìm với mình là hơi mệt đó nha. Kìa. Ở bên đây các bạn ơi. Tốc độ, đi vô trong nhà để mình lấy một ít cái thức ăn yêu thích của ẻm cái đã. À, và mình cũng được các bạn chỉ á, là mấy cái nhóc này á rất là thích ăn mắt nhện nha. Thành thử ra là bây giờ mình sẽ vô trong nhà coi mình còn mắt nhện không. Ví dụ còn là mình đem qua ngoài. Nếu mà còn thì... À không, mình không còn các bạn ơi. Vậy là phải đi săn nhện rồi. Lại thêm một cái bác dân làng thương nhân nữa nè các bạn ơi. Thiệt rồi, có vẻ là cái đảo hoang của mình là điểm nóng du lịch rồi. Bác này thì bán cho mình cũng không quá nhiều đồ ngon á. Ok, nhưng mà bác muốn tham quan khu vực tôi thì tôi cho đó. Nè, cho bác ngồi lên bè nha. Mượn được cọng dây luôn các bạn ơi. Rồi, bác ngồi đây không mát nha. Giờ thì chắc mình sẽ lên đường đi tìm một cái hang đi các bạn. Muốn có nhện thì phải xuống hang đó. À, với cả là mình có cái bản đồ kho báu chưa có tìm được nè. Ê, sao giống như cái kho báu nó kế bên cái đảo của mình vậy? Nó ở hướng đông. Ồ, hướng đông vậy là hướng bên này. Hình như ngay cái chỗ trồng mía của mình là nơi cất giấu kho báu luôn nè. Mèn đét ơi. Alright, nó sẽ nằm ngay vị trí này luôn các bạn ơi. Rồi, chuẩn. À, có thuốc thở dưới nước và thêm một trái tim biển cả cho mình ha. Trở lại với cái việc săn nhện của mình thôi nè. Hả? Kế bên có một cái lồng spawn nữa. Gần nhà mình có thêm một cái chỗ spawner nữa các bạn ơi. Có thêm một số sách enchant nữa. Và nó cũng chỉ có đúng một cái rương thôi. Hơi bèo. Luli. Ngon. Không chơi. Không chơi với Creeper đâu. Ủa? Dưới này có khu mỏ luôn. Được vậy ca. Trong khu mỏ kiểu gì cũng sẽ có cái chỗ của mấy cái con nhện nhện độc đó các bạn. Ngon nhẹn cô Lý. Đi tìm chỗ của mấy con nhện nhện đó thôi. Chưa bao giờ mình cần cái động bạn tơ ngay như lúc này ha. Ủa, xem mỏ chứa rương luôn cả. Nice. Xem thế nào. Táo vàng enchant. Ủa, khu mỏ gì mà kỳ cục quá trời. Đi hoài gần hết. Bài ôm đít bác. Ồ mày chuối. Đi vòng vòng một hồi vẫn không gặp bất kỳ một cái động bàn tơ nào hết. Ảo thật đấy. Nay mình đúng nhỏ rồi các bạn ơi. Lỡ nhỏ xuống đây thử coi. Ê, có nào nhỏ xuống đây gặp qua đành xong end series luôn ta. Mà chắc không xui tới vậy đâu. Mình nghi nghĩa thử coi có thành phố cổ xưa dưới này hay không á các bạn. Có vẻ là không có thành phố cổ xưa ở đây rồi ha. Wow, nó sâu dữ vậy. Yêu. Sợ nha.
Thì có các bạn ơi, thấy ghê. Ơ, kim cương. Sẵn tiện test thử cấp gia tài luôn coi. Ồ, bốn quặng. Ngon. Được mấy viên kim cương đây? À, 8 viên. Không tới nỗi tệ các bạn ơi. Rồi, đi sau xuống tiếp nè. Đình, hình như là đường cùng luôn rồi đó. Ừ, hên quá. Chứ nó còn đường chắc mình cũng đi tiếp. Rồi xong gặp con qua đành là chắc èn thiệt luôn á. Nói không phải khen chứ nhân phẩm của mình bữa nay là nó xui đụng nóc luôn các bạn ơi. Các bạn coi nè. Xuống cái hang mà không thấy một con quái nữa. Không hiểu luôn. Ê, ê, ê. Kim cương. Ui dồi, ui chủ, kim cương nữa cơ. Dâu. Có ai xui giống mình không vậy? Không gặp quái mà chỉ gặp kim cương thôi các bạn à. Cũng là xui nhưng mà hơi lạ ha. Rồi, được 12 viên rồi. Yeah yeah. Đây nữa 14 viên. Ok. Dưới này thì sao? Không có. Thôi, cho tôi gặp những cái con nhện nhện đi. Bình thường hay gình gình cắn vô mông tôi mà. Nay không gặp con nào. Nói gì giờ các bạn? Đúng là cầu không được mà ước là không thấy mà. Cầu gặp con nhện nhện mà toàn gặp kim cương thôi nè. Sống nổi không? Chưa, để mình solo với cái anh Enderman này cái đã. Kiếm thêm ngọc Ender ha. À, không có đâu. Lấy kim cương đi. Rồi, một viên. Ê, buồn ấy. Lại lại một viên. Ở kìa. Bên đây. 16 rồi. Ồ, chỗ này thì được 4 viên. Ngon. Vẫn không có nhện nhện. Bên này là biome deep dark. Ồ, 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 kim cương nữa. Thôi, tới công chuyện rồi. Lậm luôn các bạn ơi. Không có nhện nhện thì bụp đỡ kim cương đi ha. Ui dồi, cái quặng này có vẻ bự. Ui dạ. Thôi. Trời đánh chánh người đào kim cương mà. Đi chỗ khác. Đi liền. Thiệt tình. Ui dạ, ui dạ. Đâu nhìn đi. Còn không ta? Chết thử á. À, có vẻ clear rồi đó các bạn. Cũng ngon. Đào sơ sơ nãy giờ cũng gần nửa stack kim cương rồi. Ripper. Ơ đây. Yay. Gặp nhện rồi. Kìa, có mắt nhện luôn rồi các bạn ơi. Quá đã. Rồi, cho Ripper nó nổ banh xác đi. Lụm mắt nhện trước cái ha. Tén tèn. Nhưng mà có một mắt nhện à. Mình cần hai mắt nhện cơ thì mới đủ để nhân giống lên á. Chúng ta sẽ lảo đảo xung quanh cái hang này. Hy vọng là sẽ gặp thêm nhện nữa ha. Nhện này hơi lạ các bạn ơi. Nhện này màu xanh. Ok, bụp luôn. Thêm một con ở đây nữa. Lần này thì sao? Vẫn không có mắt nhện. Ủa? Ê, khoan đã. Sao cái nhóc này lại chạy ra tới ngoài này hay vậy? Rồi luôn gặp thánh đào tẩu rồi các bạn ơi. Cái nhóc này nhỏ không biết chui đường nào nữa. Thôi, đừng có đi nữa nha. Lạc là anh không có tìm ra được đâu đó. Thiệt cái tình. Ê, dưới này cũng có con nhện. Nào, lần này. Cũng không. Giận nhện, chém Enderman. Bập lúc. Đây, tới tận hai con nhện luôn các bạn ơi. Bình tĩnh. Có chưa? Vẫn chưa có mắt nhện. Úi, con kia bị Ripper nổ có mắt nhện nè. Yeah, đủ rồi các bạn ơi. Hai mắt nhện là quá đủ đó. Thôi, về thôi. Hello, anh Bảy. Ê, lại thêm một cái spawner nữa các bạn ơi. Yo, mình hên vậy. Trong này không có mắt nhện ha. Bên này thì sao? Cũng không luôn. Rồi, và khi đã có được mắt nhện thì chúng ta sẽ lập tức vô khu vườn của những cái nhóc tattoo này và tiến hành cho mẻm ăn thôi các bạn ơi. Ủa đâu ta? Đây, một nhóc rồi nè. Em chạy lên mình rồi kìa. Còn nhóc kia đang tắm nè. Có vẻ là em khá thích tắm các bạn ơi. Thấy cưng không? Rồi lại đây anh cho hai cưng ăn luôn nha. Lại đây nè. Đúng rồi. Một cưng. Hai cưng. Và chuẩn bị.
Chan chan, chúng ta đã có Armadillo Baby rồi nè. Trời, đã quá à. Yay. Vậy là hôm nay mình đã hoàn thành xong khu vườn của Armadillo. Sắp tới mình sẽ săn thật là nhiều mắt nhện hơn nữa, để mình có thể nhân giống thật là nhiều những cái nhóc tattoo này, và từ đó có được rất là nhiều vảy tattoo tha hồ mà sửa giáp, cũng như là chế tạo giáp cho đội quân chó sói của mình trong tương lai. Và cũng cảm ơn các bạn đã submit video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình Minecraft sinh tồn ở phiên bản 1.21 này. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.